Nihongo no Class. Lớp học về tiếng Nhật. Nihongo no Class wa getchuyobi to mokuyobi to doyobi desu. Lớp học tiếng Nhật học vào thứ 2, thứ 5 và thứ 7. Getchuyobi no hiru no class wa hajimete no hito no class desu. Cái lớp học vào buổi trưa thứ 2 thì là lớp học cho người mới bắt đầu. Yoru no class wa sukoshi benkyou shita hito no class. Cái lớp học vào buổi tối thì dành cho những người mà đã học được một chút rồi. Mokuyobi no yoru no class wa hajimete no hito no class desu. Cái lớp học vào tối thứ năm thì là lớp học dành cho người mới bắt đầu. Doyobi no hiru wa dochira no kurasu mo arimasu. Trưa thứ bảy thì lớp nào cũng có cả. Hajimete no hito no kurasu wa ichi desu ka? Cái lớp học dành cho người mới bắt đầu thì là khi nào vậy? Câu số 1. Getchuyobi to mokuyobi to doyobi no hiru desu. Buổi trưa thứ hai, thứ năm, thứ bảy. Getsuyobi to mokuyobi to doyobi no yoru desu. Buổi tối thứ hai, năm bảy. Getsuyobi no yoru to mokuyobi no hiru to doyobi no hiru desu. Tối thứ hai, trưa thứ năm và trưa thứ bảy. Getsuyobi no hiru to mokuyobi no yoru to doyobi no hiru desu. Trưa thứ hai, tối thứ năm và trưa thứ bảy. Hay đáp án của mình là câu số 4. Lớp học cho người mới bắt đầu là trưa thứ hai, tối thứ năm và trưa thứ bảy. Trưa thứ bảy thì lớp nào cũng có, cho nên là có cả cái lớp cho người mới bắt đầu và trưa thứ hai và tối thứ năm. Hãy